Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Bạn hết sức là khó khăn. Và đời sống tâm linh cũng như đời sống thuộc thể chất của Ngài, chúng con cần được sự dẫn dắt của Ngài. Xin Chúa Ngài tiếp tục việc lớn trong cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, khi có những nhân tố sẵn sàng đầu phục và bước đi theo Thánh Linh của Ngài. Trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy rất là nhiều trường hợp những người hầu việc Chúa trong giai đoạn đầu và rồi chuyển mình trong giai đoạn dưới sự dẫn dắt của Chúa, nó có một sự khác biệt rất lớn để chuyển động theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và đó là những cái gương soi, những cái nền móng để chúng ta có thể bước đi. Hội Thánh Văn Toàn Vẹn Việt Nam không phải do tôi thiết lập, nhưng mà do chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã thiết lập. Tại sao tôi nói điều đó? Bởi vì trước đây tất cả tôi tới Chúa trong thời kỳ đó đều ở trong hội thánh truyền thống, như mục sư Nguyễn Văn Trầm đã nói. Và sau có một sự kiện xảy ra, đó là kinh nghiệm được nhận lấy Đức Thánh Linh và có cái sự kiện xảy ra, đó là nói tiếng lạ. Và khi đó thì giáo hội truyền thống không chấp nhận điều đó và có cái quyết định là dứt phép thông công trục xuất tất cả những người có tiếng lạ ra khỏi tổ chức hội thánh truyền thống. Và tất cả những anh em bị trục xuất ra đó quyết đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Và vì cái đó cho nên được Đức Thánh Linh dẫn dắt và đồng hành và đem đến một sự kết quả như chúng ta thấy ngày hôm nay. Và tôi tin rằng giai đoạn 35 năm vừa qua là giai đoạn của cái bước đầu, của giai đoạn đầu khi chúng ta bước đi theo Thánh Linh. Và giai đoạn tới đây sẽ là giai đoạn mới, để rồi chúng ta cũng hãy tiếp tục bước theo Thánh Linh. 35 năm qua đủ cho một người trưởng thành và đủ cho hội thánh trưởng thành về cái sự kinh nghiệm Chúa, về lẽ thật của Chúa, về phương diện lãnh đạo và tổ chức. Cảm tạ Đức Chúa Trời. Nhưng thời gian tới, một giai đoạn mới là giai đoạn thật sự rất là thách thức lớn lao cho hội thánh Văn Toàn Vẹn nói chung và cho tất cả những tôi tới Chúa, những người lãnh đạo hội thánh, cho đến toàn thể dân sự của Ngài. Một sự thách thức mới, một sự thách thức lớn. Vì cái đó tôi mong ước rằng chúng ta đã khởi đầu nhờ Thánh Linh, hãy tiếp tục bước theo Thánh Linh. Chúng ta đã thuận phục Đức Thánh Linh, hãy tiếp tục đầu phục Ngài. Chúng ta được sự dẫn dắt Đức Thánh Linh, chúng ta càng cần được sự dẫn Đức Thánh Linh nhiều hơn nữa, để rồi chúng ta mới có thể sở hữu được đất nước này cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Thánh Linh của Đức Chúa Trời là Chúa đang lãnh đạo hội thánh của Ngài thông qua tất cả những người sẵn sàng tin cậy và đầu phục Ngài. Chúng ta kinh nghiệm Thánh Linh của Chúa không phải chỉ trong cái ngôn ngữ tiếng lạ, hay là cầu nguyện trong Thánh Linh, hay là nói và giảng về Thánh Linh mà thôi. Nhưng xin Chúa chúng ta thật sự trở thành công cụ trong tay của Ngài, để thông qua chúng ta Ngài có thể làm được những công việc lớn mà Ngài muốn làm. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có những giai đoạn quá khứ và giai đoạn tương lai, giai đoạn khởi đầu và giai đoạn tiến bước. Hai cái giai đoạn đó nó khác biệt nhau rất là lớn.
Nhưng nó là một cái nền móng để rồi từ đó làm bệ phóng để chúng ta có thể vươn lên trong sự dẫn dắt của chính Ngài. Kính thưa hội đồng, trong tiến trình của chức vụ những người hầu việc Chúa thì chúng ta thấy rằng có những cái giai đoạn giống như là ẩn mình. 35 năm qua dường như chúng ta ẩn mình, nhưng thời gian tới mốc chia lịch sử từ đây sắp tới lại không còn giai đoạn ẩn mình nữa, nhưng mà giai đoạn xuất hiện, giai đoạn bứt phá và vươn lên, giai đoạn công khai và giai đoạn hợp hiến hợp pháp của luật đất nước chúng ta, để chúng ta có thể được đủ cái điều kiện và mạnh mẽ hơn nữa cho vương quốc Đức Chúa Trời. 35 năm qua là một bài học để cho chúng ta có thể thấy được những điều mà Chúa đã làm. Trong cái kinh nghiệm của chúng ta, trong sự dẫn dắt bước đi theo Chúa của chúng ta, là những gì nó nằm trong giai đoạn giống như ẩn mình và thầm lặng. Nhưng giai đoạn tới là giai đoạn của một sự công khai, của hợp hiến hợp pháp. Giai đoạn đó chúng ta cần có một điều gì nó trỗi hơn nữa trong lãnh vực thánh linh và quyền phép của Ngài, để có thể tiến chiếm vương quốc, hay là tiến chiếm sứ hứa này cho vương quốc Đức Chúa Trời. Trong lịch sử của đời sống chức vụ những đầy tớ của Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta thấy một bài học rất là ý nghĩa và giá trị, đó là đời sống của tiên tri Eli. Tiên tri Eli được Chúa Ngài đã chọn để đứng với Ngài, để thực hiện cái kế hoạch của chính Ngài. Giai đoạn khởi đầu của tiên tri Eli thì chúng ta thấy rằng đó là giai đoạn thầm lặng, giai đoạn ẩn giấu ẩn mình, giai đoạn học tập để Chúa huấn luyện, rèn tập, Chúa tạo cho một cái kinh nghiệm cá nhân gặp gỡ Chúa, kinh nghiệm nhận được tiếng sáng phán của Chúa, kinh nghiệm được sự chu cấp nuôi nấng của Chúa, kinh nghiệm được sự tác động của Ngài và vâng theo tiếng phán của Ngài để đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Và từ nơi đó thật tuyệt vời vô cùng, thật tuyệt vời vô cùng. Đó là giai đoạn không phải vô ích, dầu rằng ẩn trốn, lẫn trốn, dầu rằng nghĩa là có thể cô tự cô lập hay là tẻ tách ở riêng, nhưng mà tại đó Chúa Ngài vẫn huấn luyện đào tạo, để rồi Eli đã thật sự kinh nghiệm được những điều lớn lao của Chúa. Ông nghe được tiếng Chúa, Chúa phán truyền với ông, Chúa chỉ dẫn ông, và ông đã thuận phục ý muốn của Chúa. Và trong cái giai đoạn ẩn mình đó thì ông cũng đã kinh nghiệm được những cái phép lạ về về quyền năng của sự chữa lành, kinh nghiệm về phép lạ, về sự chu cấp cung ứng của Chúa, về cuộc sống, về lương thực thực phẩm, kinh nghiệm về sự dẫn dắt của Chúa để mà tránh khỏi những cái sự mà bắt bớ và đánh giết của những người mà chống nghịch cùng Đức Chúa Trời. Và tại đó chúng ta thấy rằng Chúa đã huấn luyện ông đủ, và từ đó ông đã thật sự có một cái mức độ gắn kết với Chúa một cách rất là sâu sắc và ý nghĩa, để rồi khi bước vào giai đoạn mới thì chúng ta thấy rằng ông thật sự trở thành một người rất là mạnh mẽ. Giai đoạn mới là giai đoạn đầy thách thức, đầy thách thức. Và nếu không kinh nghiệm được trong cái giai đoạn cũ, giai đoạn ẩn mình, giai đoạn giấu mình ở trong Chúa, giai đoạn thuận phục dưới sự riêng tư dẫn dắt của Chúa, thì cái giai đoạn công khai, giai đoạn mở sẽ là một sự rất là khó khăn. Vì vậy cho nên trong cái thời điểm dường như khó khăn của những năm tháng qua trong chức vụ của Eli, nó không phải là một cái sự mà mất mát, nhưng đó là một cái tích lũy, một cái nguồn lực vô cùng lớn lao cho chức vụ của ông. Và đến giai đoạn công khai,
của Eli là giai đoạn không phải dễ dàng gì, bởi vì Chúa nói với Eli rằng hãy ra mắt Ahab, phải đối diện với thế lực của Jezabel, phải đối diện với thế lực của Ba-an Atate, phải đối diện với những sứ giả của nó, nghĩa là có thể gấp trăm lần hơn Eli. 350 tiên tri Ba-an không phải dạng vừa. Nhưng khi giai đoạn mới là do giai đoạn thách thức, và tôi gọi là đây là một giai đoạn thách thức nảy lửa. Và Đức Chúa Trời cũng đã dẫn dắt Eli và nói với Eli rằng hãy ra mắt Ahab, hãy đưa ra một thách đấu để chứng minh ai là Đức Chúa Trời thật, ai là tiên tri thật của Đức Chúa Trời. Lời Chúa trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 18 câu thứ 24 chép như thế này: đoạn hãy kêu cầu danh thần của các ngươi, còn ta, ta sẽ kêu cầu danh của Đức Giê-hô-va, thần đáp lời bằng lửa, ấy quả là Đức Chúa Trời. Dân sự đều đáp rằng lời nói rất phải. Để có thể công khai một cách đầy thách thức một cái quyền năng siêu việt chưa từng xảy ra không phải dễ dàng gì, nếu không có kinh nghiệm trong thời gian ẩn giấu mình. Và từ nơi đó chúng ta thấy rằng bây giờ Chúa bảo hãy trường mặt ra, hãy công khai, hãy ra là đối diện với cái thế lực của cái sự mà tàn phá dân sự của Chúa đó, để mà chứng minh cho biết ai là Jehovah Đức Chúa Trời, thần nào là thần chân thật, Ba-an Atate hay là Jehovah Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rằng giai đoạn mở này, giai đoạn công khai, giai đoạn xuất hiện này không phải là dễ dàng đối với Eli vì chỉ có một mình. Nhưng mà Chúa nói rằng không một mình đâu, còn mấy trăm người Chúa vẫn để dành nó. Nhưng ông một mình đối chọi với 350 tiên tri Ba-an mà một sự thách thức. Bây giờ hãy đặt của lễ cầu nguyện thần Ba-an hay còn ta cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời, mà thần nào đáp lại bằng lửa, đó là Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy một cuộc thách đấu nảy lửa xảy ra giữa Ba-an, các tiên tri của Ba-an và Eli. Và chúng ta thấy cuối cùng thì các tiên tri của Ba-an đã phải quần quật với cái thuộc của họ trong cái việc cầu khẩn thần của họ, không có một tí gì của cái sự đáp lời. Và tại đây chúng ta thấy Eli không ngần ngại và nói với dân sự là hãy đến với ta, hãy sửa lại bàn thờ, hãy làm con bò đặt lên trên đó. Và Eli đã ngước mặt lên trời cầu nguyện: Chúa ơi, xin Ngài chứng minh Ngài là Jehovah Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh chép rằng lửa từ trời giáng xuống và thiêu đốt của lễ đó, và khiến cho dân sự quay trở lại cùng Đức Chúa Trời, nói đúng, Jehovah là Đức Chúa Trời, Jehovah là Đức Chúa Trời. Kính thưa quý đại tớ Chúa, kính thưa đại hội, giai đoạn mở ra là giai đoạn rất là quan trọng, đầy thách thức. Chúng ta không phải thực hiện những cái giáo điều, những giáo lý, những cái công thức của tín ngưỡng, nhưng mà vấn đề chúng ta là cần có lửa Thánh Linh của Chúa, có lửa quyền năng của Chúa, có một cái gì đó nó siêu nhiên lạ lùng. Nó không phải chỉ là một cái tổ chức của một cái tín ngưỡng, một tôn giáo bình thường, nhưng mà nó phải có một cái gì siêu nhiên hơn. Mà muốn có như vậy thì thưa với Hội Thánh, thưa với Đại Hội, với các đầy tớ Chúa và con dân của Ngài, tất cả chúng ta phải hiệp lại với nhau, tất cả chúng ta phải đồng lòng với nhau. Và chúng ta cần phải biết rằng Thánh Linh của Chúa đã thiết lập 35 năm trước đây Hội Thánh Phong Toàn Vẹn, và bây giờ Ngài vẫn là Đức Thánh Linh dẫn dắt Hội Thánh, Ngài vẫn là Đức Thánh Linh quyền năng, Ngài vẫn là Đức Thánh Linh trang bị cho tất cả chúng ta ân tứ và sự ban cho của Thánh Linh Ngài. Không phải chỉ tiếng lạ mà tôi, nhưng mà chính ân tứ của Thánh Linh vẫn đầy tràn ở trong chúng ta, và kèm theo cái bông trái của Thánh Linh để mà giữ vững cho cái ân tứ được phát triển.
chúng ta giai đoạn mới chúng ta phải cân bằng cả hai, về phương diện nền tảng của tin kính đạo đức và phương diện năng quyền để khai phóng, để mà chinh phục đất nước này cho Ngài. Nếu nói về tôn giáo thì quá nhiều tôn giáo ở trên Việt Nam rồi. Nếu nói về hệ phái Cơ Đốc thì cũng quá nhiều hệ phái Cơ Đốc rồi. Nhưng điều mà Chúa muốn là những tôi tớ của Ngài là phải bước đi theo Thánh Linh, để kinh nghiệm sự tuôn đổ của Thánh Linh và năng quyền của Ngài. Nếu 35 năm về trước mà chúng tôi, những người trong giai đoạn đó, khước từ Thánh Linh để chấp nhận cho mình cái truyền thống, thì nó không có điều gì xảy ra 35 năm qua. Cảm ơn Chúa, Ngài đã làm. Một nhân vật lịch sử đang ngồi đây, mục sư Nguyễn Thị Lan, một người quá bụa vào Sài Gòn tin nhờ Chúa, về Hà Nội một mình, của 35 năm về trước, rất là nghèo khổ, nhưng mà kinh nghiệm được Đức Thánh Linh, kinh nghiệm được tuôn đổ Thánh Linh, kinh nghiệm được quyền năng trong ân tứ của Ngài ban cho, và dường như trong lòng đầy lửa của sự sôi sục đó, và bước đi bất kể ngày và đêm. Cộng thêm có những người như là cụ Lý hay là cô Ân Ái và cô Hạnh, chỉ có mấy chị em thôi, nhưng mà được Thánh Linh dẫn dắt, được Thánh Linh sức dầu, được Thánh Linh ban ơn, được Thánh Linh sai phái, thuận phục dưới Thánh Linh, dấu kỳ quyền năng phép lạ xảy ra. Thậm chí có những người bãi liệt 7-8 năm, các tôi tới Chúa đặt tay cầu nguyện, họ đứng dậy bước đi. Giai đoạn mới là giai đoạn thách thức lớn hơn, quyền năng cần phải được lớn hơn. Giai đoạn mới này là giai đoạn không phải chỉ lý thuyết suông, nhưng mà quyền năng dấu kỳ phép lạ cập theo, mới có thể thay đổi được lòng dạ con người, mà có thể chinh phục được nhiều tội nhân cho chính mình Ngài. Tôi tin rằng tất cả quý tôi tới Chúa và con cái Chúa đang có mặt tại đây, qua cái sự tin nhận Chúa không phải chỉ là lý thuyết suông, nhưng mà ít nữa trong cá nhân mỗi một người kinh nghiệm một cái điều gì đó Đức Chúa Jesus Christ làm trong đời sống cá nhân của mình, một sự tái sanh đổi mới, một sự thay đổi, một sự chữa lành, hay là kinh nghiệm được một cái sự đụng chạm từ nơi Chúa để biến cải cuộc đời của mình bởi Thánh Linh của Chúa. Vì vậy trong giai đoạn mới này, thưa đại hội đồng, hãy đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, hãy bước theo Thánh Linh, vì trong Thánh Linh có cả chính ân tứ và bông trái, như là cặp đôi cánh để mà nâng cái hội thánh môn toàn vẹn một năm này cất cánh bay cao, không phải cái khôn ngoan độ của mình, mà Thánh Linh và năng quyền của Ngài. Và Chúa Ngài đã trang bị cho hội thánh môn toàn vẹn tin cậy trung thành, bước đi theo Thánh Linh vận tứ của Chúa. Ngài đã trao cái cây gậy quyền năng đó cho chúng ta. Hãy cậy ơn Chúa mà sử dụng điều đó. Vì nếu chúng ta nói về triết lý, chúng ta chưa chắc nói hơn đời này. Chúng ta nói về kiến thức, chúng ta cũng rất là tầm thường so với những kiến thức thời đại. Nhưng mà anh chị em ơi, chúng ta có một điều mà thế gian không có được, đó là Đức Thánh Linh qua danh Chúa Giêsu người què đứng dậy và bước đi. Hội thánh của anh toàn vẹn được thiết lập bởi Đức Thánh Linh và bước đi bởi phép lạ, bởi năng quyền của Chúa. Hãy tiếp tục khi công khai, đừng bỏ quên cái điều này, đừng mờ nhạt với điều này, hãy ấp yêu nó, để rồi chúng ta thấy được sự kết quả lớn lao. Bằng chứng là trong thập niên vừa qua, các anh em trong chương trình giải cứu những người rơi vào trong tình trạng mắc phải những cái nghiện ngập, và đời sống của họ đã kinh nghiệm được những biến cải và thay đổi, và qua đó chinh phục biết bao nhiêu người, và đó cũng là một tiếng vang để làm cho cái chính phủ này nhận biết hội thánh toàn vẹn Việt Nam là thật sự một hội thánh bước theo ân tứ và Thánh Linh quyền năng của Chúa, thay đổi được nhiều người. Hãy mạnh mẽ lên, giai đoạn công khai rồi anh em ơi, không còn núp lùm nữa, không còn lén lút, không còn sợ hãi nữa, mà công khai với quyền năng dấu kỳ phép lạ cặp theo, sẽ làm bùng nổ về tinh lành quyền năng của Ngài và chinh phục vương quốc Việt Nam này cho Đức Chúa Trời. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy lịch sử hội thánh Cơ Đốc khởi đầu Chúa Giêsu Christ 33 năm rưỡi từ khi Ngài sanh ra, mở kỷ nguyên
đầu tiên của kỷ nguyên nhân loại chúng ta. 33 năm chức vụ của Ngài. Ngài thi hành chức vụ có 3 năm rưỡi thôi. Ngài trải dài khắp toàn quốc xứ Israel, từ Galilee xuống Samari, cả xứ Giu-đê. Ngài đi lên xuống trải dài trên đó. Và điều gì người ta đã chạy theo Chúa Giê-xu? Há chẳng phải theo Chúa Giê-xu để nhận được những dấu kỳ quyền phép lạ? Vâng, họ theo Chúa Giê-xu bởi vì họ có được, nhận được cái quyền năng phép lạ qua Chúa Giê-xu. Họ không phải là không có thầy thông giáo, họ không phải là không có cái đội ngũ là giáo sư của các rabbi để dạy họ về kinh luật, nhưng không có quyền phép, không kéo ai được đến với Ngài. Chúa Giê-xu đã chinh phục 12 môn đồ để trở thành 12 sứ đồ của Chúa. Trong cái giai đoạn dường như là chịu học tập, chịu huấn luyện, họ trồi sụp một cách có thể nói là rất là yếu kém. Nhưng khi họ bước vào trong một giai đoạn công khai, giai đoạn mở, giai đoạn của công vụ sứ đồ đoạn 2 câu thứ 4, hết thảy được đầy dẫy Thánh Linh, họ nói cái thứ thân khác theo như Thánh Linh cho mình nói, dấu kỳ năng phép lạ xảy ra. Và bởi Thánh Linh đó đã mở ra một kỷ nguyên mới của một cái hội thánh được thiết lập ở trên đất này. 3.000 người tin nhận Chúa, dấu kỳ năng phép lạ xảy ra, thêm 2.000 người nữa, hội thánh gia tăng. Những con người giàu cho chống đối đạo Chúa cũng bị bắt phục bởi Chúa Giê-xu và Thánh Linh của Ngài để khiến họ trở thành những công cụ sắc bén mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời. Hội thánh phong toàn vẹn bước vào trong giai đoạn mới, chỉ trong giây phút về phương diện pháp lý thôi, nhưng các đầy tớ Chúa từ quý vị những người lãnh đạo tổng hội, giáo hạt, địa phương, giai đoạn mới này chúng ta không phải chỉ cậy nơi cái sức riêng, ý riêng, sự kiến thức học biết của mình mà thôi, nhưng đừng quên đấng cốt lõi để mở lòng người, chinh phục lòng người ấy là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Thông qua những người bằng lòng tin Chúa Giê-xu là cứu Chúa thì họ sẽ trở thành những cái sự nối kết để mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời. 3.5 năm các môn đồ theo Chúa trầy dây tróc dãy của sự trưởng thành, mệt mỏi yếu kém và thật sự rất là yếu. Nhưng khi mà họ thật sự được đụng chạm bởi Chúa Giê-xu đấng phục sinh, họ đã nghe theo lời của Chúa Giê-xu ủy thác và họ đã chờ đợi đón nhận Thánh Linh và năng quyền, thì họ đã trở thành những con người bùng cháy cho vương quốc Đức Chúa Trời và chinh phục vô số những linh hồn cho Chúa. Và hội thánh phong toàn miền Việt Nam là hội thánh đã kinh nghiệm sự ban cho Thánh Linh. Hãy bước theo Thánh Linh, hãy tiếp tục bước theo Thánh Linh, bởi Thánh Linh dẫn dắt để hội thánh của Chúa đi nơi này, đi nơi khác. Bởi Thánh Linh của Chúa trang bị chúng ta các ân tứ của Đức Thánh Linh. Hãy thực hiện đầy trọn các ân tứ của Đức Thánh Linh và bông trái sẽ là nền tảng để giúp cho cái quyền năng đó được tiếp tục khai phóng. Nếu chúng ta chỉ ham vui trong sự chiến thắng của quyền năng mà đánh mất đi cái phương diện nghĩa là bông trái, thì chúng ta sẽ bị rơi vào trong trạng không quân bình, đứng trước cái sự rộng mở tương lai. Tôi mong ước rằng xin chính Chúa Ngài dẫn dắt tất cả các tôi tới Chúa từ tổng hội cho đến địa phương nhận lấy một sự thách thức lớn, thể hiện làm sao cho dân tộc của chúng ta, cho các dân tộc khác biết rằng Giê-xu là Chúa, Đức Thánh Linh là đấng lãnh đạo dẫn dắt hội thánh, Đức Thánh Linh là đấng không bị giới hạn, Đức Thánh Linh thực hiện là đầy sự kết quả cho Chúa. Chúng ta thấy rằng tại Ê-phê-sô có 12 môn đồ của Giăng Báp-tít, 20 năm trung tín, không có Thánh Linh, không có ông tứ, nhưng trung tín chịu báp têm của Giăng thôi. Nhưng mà khi Phao-lô đến, anh em chịu báp têm nào,
Bát tem của giang là chuẩn bị để tin Chúa Giêsu, và anh em phải chịu bát tem Đức Thánh Linh nữa. Và tại đó chúng ta thấy rằng 12 người trong vòng 2 năm sau, cả cõi A-si đã được chinh phục về cho Chúa. Bao nhiêu hội thánh trong sách Khải Huyền Thư Tín đó kết quả bởi những con người đã bước vào trong giai đoạn mới, giai đoạn đầy năng quyền, và xây dựng được công việc vương quốc của Đức Chúa Trời. Và tôi mong ước rằng giai đoạn mở của hội thánh của Chúa chỉ còn giây phút để chúng ta nắm bắt cái con dấu, hay là cái giấy hợp pháp đó. Nhưng mà chúng ta hãy biết rằng có hợp pháp về phương diện pháp lý đời này, xã hội này, là một cơ sở vững chắc cho chúng ta không còn hồi hộp, không còn âu lo nữa. Giai đoạn trước ở nhóm chỗ này dòm chỗ kia, nghe có động tình gì không, sợ đến nỗi gọi là hết cả hồn luôn. Nhưng mà giai đoạn đó là giai đoạn Chúa huấn luyện để rồi Chúa chuẩn bị cho giai đoạn mở này. Và giai đoạn mở này sẽ đầy kết quả lớn lao cho công việc Đức Chúa Trời. Hãy nói với người kế bên mình rằng hãy mạnh mẽ trong giai đoạn mới này. Chúa đã dùng chúng ta xuất đầu lộ diện. Chúa dùng chúng ta để trở thành những người có danh chánh ngôn thuận. Hãy bày tỏ Giê-xu là Chúa và Đức Thánh Linh có quyền tái sanh đổi mới và có quyền ban cho những người tội nhân trở thành những thánh nhân, những môn đồ trở thành sứ đồ cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Và Chúa ban phước cho đại hội. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.